Thưa quý vị và các bạn, noi gương cha anh đi trước, lực lượng thiếu niên Tiền Phong hôm nay luôn nỗ lực phấn đấu để đạt được những thành tích trong học tập và công tác đội. Tuy chỉ bằng sức lực nhỏ bé của mình, nhưng nhiều em đã phấn đấu trở thành những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua rộng khắp ở các trường học. Nhân dịp mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2021, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số tấm gương tiêu biểu trong phong trào hoạt động đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh của tỉnh Bạc Liêu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Là lớp trưởng lớp 6A1, trường phổ thông trung học chuyên Bạc Liêu, em Nguyễn Phương Thanh là một cái tên nổi bật của trường so với các bạn cùng trang lứa. Mặc dù là một trong những học sinh nhỏ tuổi nhất của trường, nhưng Phương Thanh có bề dày thành tích đáng nể, nhất là trong các phong trào hoạt động do hội đồng đội phát động. Đặc biệt, trong các năm học tiểu học, Phương Thanh gây ấn tượng khi sở hữu hàng loạt các giải thưởng cao tại các hội thi cấp trường, cấp thành phố cũng như cấp tỉnh. Em đã được hội đồng đội ghi nhận có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thiếu nhi thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2015-2020, cấp thành phố và cấp tỉnh. Cụ thể là khi tham gia các hội thi dở sạch chữ đẹp, thi kể chuyện theo sách, thi vẽ tranh, thi kể chuyện về Bác, thi làm lồng đèn, thi nghi thức đội do các cấp hội tổ chức suốt trong các năm 2018, 2019 và 2020, Phương Thanh đều xuất sắc mang về những giải cao. Có được những thành tích trên chính nhờ vào sự nỗ lực của bản thân Phương Thanh với ý thức trách nhiệm của mỗi đội viên đội thiếu niên Tiền Phong. Đó cũng là niềm vinh dự lớn lao để giúp em có động lực phấn đấu trong thời gian tiếp theo. Con nhớ ơn Bác Hồ nên là con muốn được tham gia những thành tích, những cuộc thi của đoàn đội để con có thể là góp phần một phần nào đó vào những công việc để có thể giúp đất nước mình vươn lên. Và khi mà đã là một đội viên, con đeo trên vai một giải khăn vàng đỏ thì con muốn được làm điều đó thật thiết thực hơn, và con muốn là con có thể đóng góp tất cả những gì mình có được cho đoàn, cho đội. Con cảm thấy rất là tự hào khi mình có thể là một trong những người mà đã được tuyên dương trước trường ha, hoặc là được nhận những giải thưởng của trường. Con cũng rất vui khi mà đã từng được vinh dự là một cháu ngoan Bác Hồ. Điều đáng nói là mặc dù tham gia nhiều phong trào nhưng không hề sao lãng việc học. Em đã biết sắp xếp thời gian hợp lý để việc học luôn đảm bảo. Nhờ đó, những năm qua, Phương Thanh luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc trong học tập. Con đã phân chia ra là con học khi nào, chơi khi nào và tham gia công việc đồng đội khi nào. Những thành tích mà Phương Thanh đạt được trong những năm qua đã góp phần không nhỏ cho các phong trào chung của các trường mà Phương Thanh theo học. Thầy Lê Văn Hiếu, tổng phụ trách đội của trường chuyên Bạc Liêu, cũng ưu ái dành nhiều lời khen tặng cho đội viên của mình. Bé Phương Thanh là một đội viên rất tích cực trong phong trào đoàn đội. Các hoạt động đội thì bé rất nhiệt tình tham gia và thể hiện rằng là mình có năng khiếu về phong trào đoàn đội và có nhiều thành tích trong các phong trào đoàn đội của trường cũng như là của hội đồng đội thành phố. Bé học rất giỏi. Bên cạnh việc học giỏi đó thì bé cũng rất là chịu khó giúp đỡ bạn bè trong lớp học, hòa nhã và vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong học hành. Các bạn ở trong lớp học rất ủng hộ bé Phương Thanh, và khi các phong trào đưa ra thì bé Phương Thanh luôn luôn nhận được sự ủng hộ của các bạn, và kết quả học tập cũng như là các phong trào của lớp là luôn luôn đạt tốt. Chính nhờ bề dày thành tích và những đóng góp của mình, Phương Thanh đã vinh dự đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc giai đoạn 2015-2020. Tại trường trung học cơ sở Chu Văn An, thị trấn Ngang Dừa, huyện Hồng Dân, một gương mặt tiêu biểu không chỉ ở trường mà khi nhắc đến tên em, có rất nhiều thầy cô và bạn bè ở các trường khác trong huyện đều biết đến. Đó chính là em Hồ Thị Dân Anh, liên đội trưởng của trường. Là một học sinh có tính năng động, Dân Anh không những học giỏi mà còn thể hiện nhiều tài lẻ khiến thầy cô và bạn bè nể phục. Hồ Thị Dân Anh là năm nay là lớp 9A1, là liên đội trưởng có nhiều năm, từ năm 2017 đến giờ em đã đều là liên đội trưởng.
thì tham gia rất nhiều phong trào cho đội như là văn nghệ này, múa dân vũ, và đặc biệt là em tham gia hội thi kể chuyện về Bác do tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, em được giải nhì trong tỉnh. Em Văn Anh rất là lễ phép với thầy cô, ngoan ngoãn, rồi đối với bạn bè thì rất là hòa nhã. Em Văn Anh đóng góp rất nhiều cái phong trào cho nhà trường, như là hội thi vẽ tranh mừng Đảng mừng Xuân Tân Sửu 2020 thì em cũng được giải khuyến khích, rồi thi dân vũ nè, rồi thi dẫn chương trình cho đội qua hội đồng đội huyện cũng tổ chức, là em dẫn chương trình cũng được hai. Với vai trò là người đầu tàu của liên đội, Dương Anh luôn ý thức được rằng mình phải gương mẫu trước các bạn. Chính vì thế, em luôn giữ vững thành tích học tập của mình trong nhiều năm. Đặc biệt, Dương Anh thể hiện sự nổi trội với các môn tiếng Anh và toán. Bằng chứng là em đã đạt một số giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi vòng huyện, vòng tỉnh đối với hai bộ môn này. Với khả năng đó, em còn giúp bạn bè xung quanh khi các bạn gặp khó khăn trong học tập. Bạn Dương Anh là một người bạn rất tốt. Tốt về cả học tập và lẫn trong đời sống. Bạn giúp tất cả các bạn trong lớp về tất cả các môn như là môn toán, môn văn, đặc biệt là môn tiếng Anh. Và bạn đó rất giỏi về môn tiếng Anh. Còn được bạn giúp về giải cách giải toán, rồi tìm dàn ý để làm bài văn. Rồi trong khi môn tiếng Anh là nếu có cái câu nào mà con không biết thì con sẽ nhờ bạn chỉ giùm con đó. Bên cạnh đạt thành tích cao trong việc học, Dương Anh còn thể hiện là một cô bé thông minh, năng động với những năng khiếu đặc biệt như múa, hát, vẽ tranh và khả năng diễn đạt ngôn ngữ. Em đã gặt hái được nhiều thành tích trong các phong trào nhờ vào khả năng này. Em tham gia nhiều phong trào như thiếu nhi kể chuyện Bác Hồ, tham gia múa dân vũ, tham gia vẽ tranh mừng Đảng, mừng Xuân. Điều đáng ghi nhận hơn là trong các chương trình văn nghệ hoặc múa dân vũ, Dương Anh lại thể hiện cả vai trò biên đạo, dàn dựng và kim diễn viên. Và hầu hết các tác phẩm của em dự thi đều đạt giải cao của cả cấp huyện và cấp tỉnh. Bên cạnh đó, Dương Anh còn thường xuyên xuất hiện với vai trò MC, dẫn chương trình cho các đại hội dành cho học sinh trong huyện. Mơ ước của em là trở thành một thông dịch viên trong tương lai. Thật sự là con đầu tiên là con rất là thích các phong trào ở trường và con rất là cảm thấy rất là tự hào nếu như mà con tham gia vào những cái phong trào đó và con đạt được những cái thành tích trong những cái phong trào đó, và con cảm thấy bản thân mình ngày càng trưởng thành hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn khi tham gia phong trào. Lúc mà con còn lớp 6 thì con chưa biết cân bằng thời gian giữa cái việc tham gia phong trào và cái việc học, nên là cái việc tham gia phong trào nó ảnh hưởng cũng khá là nhiều tới cái việc học của con. Nhưng mà càng ngày con tham gia phong trào, con biết cân bằng giữa hai cái đó. Con vừa lấy kinh nghiệm từ trong học tập ứng dụng vào trong những cái phong trào đó và lấy ngược lại từ phong trào đó ứng dụng vào trong học tập hoặc là và đời sống của mình. Khi mà con tham gia phong trào thi học sinh giỏi thì thứ nhất là con có thêm được nhiều kiến thức và đặc biệt là có một cái nền tảng tiếng Anh vững chắc hơn nữa để con có thể thi vào kỳ thi sắp tới là tuyển sinh lớp 10, một kỳ thi quan trọng đối với con là môn tiếng Anh. Thì con cảm thấy khi tham gia cái phong trào này, nếu như mà mình có được nhiều kiến thức mà mình không có được thành tích cao hoặc là thành tích dù mình có giải hay không có giải thì với con không quan trọng, bởi vì tham gia cái này là con cảm thấy con có được nhiều kiến thức hơn. Thứ nhất là cái đó là con học được từ cái phong trào đó. Cái thứ hai là khi mà con tham gia phong trào kể chuyện về Bác Hồ thì con được tìm hiểu nhiều hơn về Bác, về nhân cách, về những câu chuyện của Bác, về những cái việc làm và những cái điều mà Bác cống hiến cho đất nước, thì con cảm thấy là cảm thấy tự hào hơn và đặc biệt là con có nhiều kiến thức hơn về Bác, về Chủ tịch. Con có mơ ước đầu tiên con là con muốn làm một thông dịch viên. Thứ nhất là tại vì con rất là thích ngôn ngữ nên là con muốn làm thông dịch viên để có thể là thông dịch viên cũng là một cái nghề khá là phổ biến. Con nghĩ là không phổ biến lắm nhưng mà nó cũng kiếm một cái thu nhập khá là cao cho gia đình. Nên là con nghĩ con có thể giúp ích được cho gia đình của mình bằng cái nghề đó. Và thứ hai nữa là con có muốn là có thể nối nghiệp ba là làm tài chính ngân hàng. Thưa quý vị và các bạn, cũng để lập thành tích chào mừng 80 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, nhiều liên đội đã thực hiện các công trình phần việc mang lại ý nghĩa thiết thực cho xã hội. Trong đó, mô hình đổi rác thải nhựa lấy cây xanh của trường tiểu học Nguyễn Khuyến thuộc xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân là một mô hình tiêu biểu.
Hiện nay, việc sử dụng chai nhựa và các sản phẩm bằng nhựa một cách tràn lan gây ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe của con người. Trong khi đó, việc sử dụng một số cây tiểu cảnh, cây xanh trang trí các phòng học tập của học sinh đang được các bạn trẻ ưa thích. Trước thực trạng và nhu cầu đó, Liên đội trường tiểu học Nguyễn Khuyến đã phát động phong trào đổi rác thải nhựa lấy cây xanh. Xuất phát thì thấy hiện giờ cái môi trường mình á bị là rác thải nhựa rất là nhiều. Khi đó thì mình nảy sinh ra ý tưởng là làm sao để cái rác thải nhựa là không có ở ngoài môi trường nhiều mà phải gom về một chỗ. Thì xuất phát từ cái những điểm đó thì mình có ý tưởng là gom cái những chai nhựa, lon ly nhựa nè để là đổi lấy cây xanh cho các em liên đội trong trường đổi lấy cây xanh. Cái phong trào này thì nhà trường sẽ là duy trì là thường xuyên và liên tục. Thì dự kiến thì mỗi học kỳ thì sẽ là tổ chức đổi rác thải nhựa lấy cây xanh một lần. Có nghĩa là trong một năm học chúng ta sẽ làm khoảng 2 lần, duy trì thường xuyên và liên tục. Theo đó, các em học sinh sẽ thu gom rác thải nhựa như chai nhựa, sản phẩm bằng nhựa, thậm chí là lon nước ngọt, lon bia tại các gia đình để đổi lấy cây xanh. Tùy số lượng sản phẩm của từng lớp mà các em nhận về số cây phù hợp cho lớp mình. Tại chương trình, ban tổ chức đã chuẩn bị nhiều loại cây xanh như kim tiền, phát lộc, lưỡi hổ, ngũ gia bì được trồng trong các chậu gốm, sứ để các em lựa chọn và quy đổi phù hợp. Cây xanh được các em mang về lớp và được chính các em chăm sóc, trưng bày làm tiểu cảnh ở các khung cửa sổ hành lang, tạo nên một không gian đẹp mắt và dễ chịu, giúp tăng hiệu quả học tập cho các em. Mô hình đổi rác thải nhựa lấy cây xanh là mô hình sáng tạo trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của Liên đội trường Nguyễn Khuyến, góp phần tuyên truyền vận động học sinh cũng như người dân trong xã hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa và tích cực trồng cây xanh, sử dụng cây tiểu cảnh, cây trang trí trong phòng làm việc, phòng học tập để giữ cho môi trường xanh sạch đẹp. Đồng thời, phong trào cũng giúp các em ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, thực hành tiết kiệm theo tinh thần kế hoạch nhỏ. Từ những phế phẩm, các em có thể tích lũy thành tiền. Với số ít chưa đáng kể, nhưng với số đông gộp lại, các em có thể làm được nhiều việc mang ý nghĩa to tát hơn. Con cảm thấy vui vì đây là một chương trình để là cải thiện môi trường. Rồi có khi nào mà con bị mấy bạn nói mày đi lượm ve chai rồi này kia con có mắc cỡ không? Dạ không. Lý do là sao? Con nghĩ thì cả trường đều thực hiện hoạt động này thì mình cũng đâu cần mắc cỡ. Con cảm thấy việc làm của mình nó có mang lại một cái lợi ích gì cho xã hội? Dạ có. Có nghĩa là việc làm của mình thì có thể góp một phần nhỏ vào việc bảo vệ môi trường cho xã hội. Trong thời gian tới, phong trào đổi rác thải nhựa lấy cây xanh sẽ tiếp tục được nhân rộng ra các trường khác với những mục tiêu lớn hơn. Vì mô hình này đã lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức cho học sinh trong những việc làm có ích cho xã hội chỉ bằng với sự đóng góp nhỏ bé của mình. Và các sản phẩm cũng không chỉ dừng lại ở rác thải nhựa mà cả giấy dụng, vỡ, chai nhựa, vỏ hộp được các trường thu gom, phân loại, phục vụ vào các mục đích ý nghĩa. Phong trào này rất là thiết thực, tại vì nó giúp cho các em giảm, các em bảo vệ môi trường và giúp cho cái lớp học xanh đẹp hơn. Và em sắp tới em sẽ nhân rộng cái mô hình này đến các trường trên địa bàn xã. Cái lượng cây xanh đem về thì các lớp chăm sóc rất là tốt. Cụ thể là phong trào phát động từ năm 2019 đến nay thì các cây xanh trong lớp học của liên đội trường phát triển rất là tốt. Phong trào đã góp phần tuyên truyền vận động các em học sinh hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa, tích cực trồng cây xanh, sử dụng những cây tiểu cảnh, cây trang trí bàn học, phòng học tập để giữ cho môi trường mãi được xanh, sạch, đẹp. Chuyên mục Tuổi Trẻ Bạc Liêu kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.